Kênh của mình nha, hôm nay mình đi mua crawfish mình luộc ăn các bạn ơi. Mỗi khi thì cứ khoảng tuần 2 tuần này mình đi mua crawfish về mình luộc trong cái mùa crawfish này. Thành ra năm nay thì nó crawfish nó hơi mắc, thành ra cũng 2-3 tuần, 3-4 tuần mình mới ăn lần. Thành ra hôm nay con trai mình nó mới về, nó muốn đòi ăn crawfish. Thành ra giờ chắc mình ghé tiệm mình đi mua crawfish đây. Thành ra cái tiệm Việt Nam ở dưới này thì cách đây chạy 10 15 phút gì đó, cũng xa nó, mình cũng đi đi cái tiệm gần đây thôi, gần đây chạy khoảng 2 3 phút tới rồi. Là bây giờ mình chạy xuống dưới đó mình đi mua crawfish đây các bạn ơi. Khi mình ghé tới cái chỗ mua crawfish này, ra mình ghé ngang qua cái chỗ nó nên ủ tàu này, đây là nó cũng gần cái chỗ mình mua crawfish này, đây là cái chỗ này là cái chỗ mà nó kéo tàu lên này, cái này là cái máy mà để nó cẩu cái tàu lên này để cho mình sửa chữa tàu đó. Đó, đây này, hồi xưa thì Việt Nam mình hay ghé đây để sửa chữa chữa tàu nó, mà ra Việt Nam bây giờ cũng một số người ta retire, một số người ta nghỉ rồi, thành ra giờ tàu Mỹ nhiều quá, nên ra đây này, cái chỗ này này, cái này là Hillman Seafood đây này, đó, đó máy này nó để nó cẩu tàu đây rồi mình sửa chữa đó. Đó, rồi mình chạy vòng qua bên này, nó mấy cái tàu tôm, mấy tàu tôm này bây giờ của Mỹ nhiều chứ Việt Nam ít lắm. Việt Nam bây giờ người làm mấy cái tàu lớn không à, mấy tàu phi giờ ngoài biển lớn không à, thành ra mấy cái tàu này mới đây là đa số bây giờ tụi nó giờ đi đánh hào không à, chứ còn đánh tôm thì giờ tôm nó rẻ lắm, thành ra cái nghề đánh tôm này giờ nó cũng từ từ nó bà con dẹp rồi, một số retire, một số tụi trẻ lớn lên đây nó làm văn phòng không à, chứ nó đâu có thích nằm biển nữa đâu. Thành ra đây này đó, đó mấy tàu đây thôi, tàu tôm mà tôm năm nay là nó giá nó rẻ lắm, 2-3 năm nay giá rẻ nên ra mấy người ta đi đánh tôm sống à, tôm để cho mấy tụi nó đi câu á, thì tôm nó có giá bán được 5-6 đồng phao, còn nói tôm ghe có bán được có mấy chục sen đồng phao à, thành ra nó giờ tụi nó ít đi lắm, nó đậu không à. Thì chỗ đi mua tôm đây, mua tôm crawfish đây, mình chạy vòng qua cái chỗ mua tôm crawfish này. Đây nó cũng gần đây này, nó chạy xe chắc có khoảng chừng vào mấy chục do gì đó, nó đó, giờ đó rồi mình tới cái chỗ nó bán Hillman Seafood đó, đây này, rồi giờ mình đậu xe, giờ mình đi vô, giờ bây giờ mình đi vô nè, nó chỗ này nó đẹp này, Hillman Seafood này. Đây nó gần nhà mình đi ghé ăn luôn, gần thôi chứ này. Chỗ này nhỏ lắm mà, đây có mấy thằng nó đi câu này. Đây này, đây tàu đằng sau này nó có chỗ bán tôm sống này. Đây này, chỗ này đằng sau này nó bán tôm sống này. Tôm sống này cho mấy người ta đi câu thôi. Đó, đây này, trong này nó nuôi tôm sống trong này này. Đó, nó nuôi tôm sống này. Đây còn cái chỗ này là cái chỗ nó cân tôm này, đây đó, chỗ này là cái chỗ nó cân tôm này, tàu nó đậu ở đây này, đậu ở đây nó cân tôm này đó. Bây giờ tàu nó đi chắc nó chưa vào đó. Tôi giờ mình đi vô mình mua cô phít đi, đây mấy tàu tụi đi câu này, đây mấy tàu nó đi câu này đó, đi câu nhiều, đây chỗ này bán tôm mà. Các bạn ơi, mình mới mua crawfish về, mình cũng không mua nhiều đâu, nhà nhà có hai người, của mình với anh bôi ăn rồi, mua có một mấy bao thôi à, chứ không mua nhiều đâu. Giờ mình kéo về sau này, kéo về sau thì chút nữa mình ngâm nước rồi mình cho nó ra mấy cái đất rồi mình mới luộc đó. Bây giờ bắt đầu đi, bây giờ mình đi kéo về sau nhà mình để chút nữa mình luộc. Các bạn ơi, mình phải ngâm nó, ngâm khoảng 3-4 nước gì đó, bắt đầu mình mới luộc nó thì nó ra hết mấy cái đất rồi nó ra. Bây giờ mình đi về sau nhà, chứ mình luộc ở ngoài chứ mình không luộc trong nhà đâu, nhà ngoài nó có cái bếp lớn rồi mình luộc đó. Giờ đó rồi, giờ mình để đây này, chút nữa mình ngâm ngâm nước xong rồi mình luộc. Chuẩn bị luộc crawfish à. Trước khi mình luộc crawfish mình phải prepare mấy cái đồ này này, đây là trước khi là mình phải có bơ đờ này, rồi cái bột này là cái bột crawfish này, rồi cái này là đường này, rồi này muối này, rồi cái gia vị luộc crawfish này, với này cái này cái garlic này đó, đây này mấy cái đồ gia vị mình luộc, cái này nó có hành tây này, celery này, bắp này, rồi apple này, rồi cái này là sausage này,
này là bắp này, con này, rồi cái này là khoai tây này, đó khoai tây đó bỏ vô mình luộc luôn đó cho nó nước ngon. Thật ra mình phải prepare trước rồi, trước khi mình mới luộc. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài đây, đây này mình lấy cái son này mình luộc cái này. Son này bự lắm, cái son này boy nó mua cũng được mấy tuần rồi. Ra cái son này cũng đựng được khoảng có chừng 30 bao, nhưng mà mình luộc có mười mấy bao thôi, tại có mình với boy ăn thôi. Nên là ra mình luộc chắc hết chắc nửa son rồi à, chứ không có fill up cái water nó đầy không. Thành ra bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài để luộc crawfish đi các bạn ơi. Đó. Trước khi mình luộc thì phải ngâm nó này, ngâm nó khoảng 10-15 phút đó, mình vớt ra rồi rồi mình lại ngâm tiếp, ngâm khoảng chừng 3-4 lần như vậy đó, bắt đầu mình mới luộc đó, thì mình ăn nó mới ngon đó. Đó, thành ra bây giờ mình mới ngâm ngâm khoảng 10-15 phút thôi, không dám ngâm đâu có sợ nó chết đó. Ra đây nè, đây nè, cái đếch này, cái đếch mình mới build đây các bạn ơi, các bạn thấy coi được không đó. Đây nè, mình mới build cái deck. Hồi trước thì mình build cách đi năm 98, thành ra nó hư rồi. Bây giờ mình mới build cái mới nè. Mình mới sơn bên trên thôi, còn ở dưới chưa sơn, chỗ này chưa sơn, chắc vài bữa nữa mình mới sơn. Ra cái màu này thì thằng con mình nó nói cái màu gì mà ba sơn cái màu gì mà sao mà nó xấu dữ rồi. Và mình thấy màu này đẹp, nó biết thằng boy nó nói sao mà màu xấu. Ra đây nè, đó, các bạn thấy không? Đây nè. Đó, đây có cái cây mà cây đào nè. Đó, cây đào nè. Đó, đi qua đây là có mình trồng cây chuối này, cây chuối năm ngoái mình trồng thì nó chuẩn bị nó có trái, thì tới mùa đông nó tới, thành ra nó không có kịp ra trái, thành ra năm nay là hy vọng là nó kịp có trái để cho mình ăn. Chuối này là cái loại chuối Việt Nam nó ngon lắm, mới lấy giống ở Việt Nam đó. Ra mình đây mình cũng mới làm cái fence luôn này, cái fence cũng hai mấy năm rồi, mấy từ năm 98 bây giờ, mình mới làm lại đây. Ra cái deck này mình build cái deck này nó ở bên hông nhà, chứ mình không có build đằng sau này đó. Nhà mình build đằng sau bên hông thôi, tại vì đằng sau nó nắng lắm. Đây này thấy không, các bạn thấy không, đây là mình chạy về sau này thấy nó nắng không đó, thì nó mình build bên này này, build bên hông này thì buổi chiều thấy nó mát này, ngồi đây ăn nấu nướng hay ăn uống gì nó mát này đó. Đây nhà mình đó, đó đây này, ngó qua kia là bên kia có cái hồ tắm mà hồ tắm này cũng cả 20 năm rồi mình cũng chưa qua đó mình tắm. Hồi xưa thằng con mình nó còn nhỏ thì mình hay dắt nó qua đó tắm, nhưng mà lâu lắm rồi, cả 20 mấy 20 năm rồi mình cũng đâu có ra ngoài đó ra mình tắm đâu. Ra đó, đây là cái set này mình cũng mua được mấy năm rồi. Set này mình mua ở Costco này, có 8-900 hay ngàn mấy gì đó, đâu quá mình không nhớ. Đó, cái này mình mua về mình gắn để nhà này, để mình chiên cá, nấu kho cá hay là nấu nướng gì, mấy đồ chiên ở ngoài á, cho đỡ hôi nhà, chứ mình chiên cá, kho cá gì ở ngoài nó trong nhà nó hôi lắm. Đó. Giờ mình ngâm tôm chút xíu nữa mình vớt ra là mình ngâm tiếp các bạn đâu, thấy này nhìn này thấy nước không, nước ghê không. Oh, bây giờ mình phải làm khoảng chừng 2-3 lần 3-4 lần như vậy nữa đó. Không, giờ mình đổ ra đây không, có phít. Bây giờ mình lựa mấy con nào chết mình lựa vứt đi thôi, còn mấy nào còn sống mình để lại, chứ mấy con chết mình bỏ vô ăn nó không ngon đâu. Đây nè, phải thấy nước không, nước ghê, nước đục quá, phải mình phải rửa đi 4-5 lần đó. Mình luộc ăn nó mới ngon hả. Giờ mình phải rinse thêm 2-3 lần. Mình mới rinse thêm lần nữa đây, lần này lần thứ 3 rồi, chắc phải làm thêm lần 2 lần nữa. Đây này các bạn ơi, đây này có chuyên gia luộc crawfish đây này, Sean Nguyễn. Chuyên gia luộc crawfish đây này. Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ bếp này này, bỏ lên cho nó. Đây, luộc ở ngoài, luộc cái bếp lớn này nó mới ấy, chứ còn luộc cái bếp bếp trong nhà nó lâu lắm không biết bao giờ mới ăn. Đây là cái bột này, bột gì vậy không biết, nó chẳng biết là nó cho cái loại bột gì nữa mà thấy nó mùi nó thơm lắm. Bây giờ mình mới cho mấy cái celery với này hành tây với gì vào trước, còn mấy cái đồ này, đây là mấy cái đồ này mình bỏ vào sau nha, như vậy mình bỏ vô hết một lần nữa. Cái bỏ trước, cái bỏ sau á. Cái bếp này, xài cái bếp này nó
nó màu xôi lắm, bếp này lớn đấy. Rồi bắt đầu bây giờ mình cho bột crawfish vào, rồi cho muối, cho đường vào. Sau vườn nhà của mình đây này, hồi trước mình trồng bông nhiều lắm mà nó chết từ từ, mình cũng không có trồng trọt thêm cái gì nữa. Ra bây giờ mình trồng mấy cây nào mà tới mùa đông nó chịu được, giống mấy cây này nữa, mùa đông nó chịu được. Đấy nè, còn đây là cái cây này, nó cây hồng giòn này mà trước nó lên cao to lắm mà bây giờ biết sao mà nó chết rồi, nó chết bây giờ nó lại mọc lên lại nữa, nó mọc lên tí này này, mà không biết là nó sống được nổi không đây. Đó, đây là mấy cái bông này. Bông này nó hồi trước trồng nhiều lắm, trồng 30-40 cây ấy, mà nó chết từ từ chết rồi, bây giờ mình nó không trồng lại. Đó, đó. Còn cái cây này là cây avocado này. Này avocado này mình cắt nó không biết sao mà nó có trái, mình có cắt mình chặt nó đi để cho nó chết mà nó không chết mà cứ lên lại. Giờ bà xã mình nói thôi cứ để vậy cho rồi, giờ mình để vậy luôn. Đó. Đây này, cái đây sau mình có cái chỗ mà để đánh basketball này. Hồi trước thì thằng con mình nó ở nhà thì mình hay chơi nó, mà giờ nó đi xa rồi, lâu mình mới chơi thì không có chơi thường xuyên, nó để vậy thôi chứ không có đi. Đó, đây này, cái deck này mình build sau vậy là nó buổi chiều vậy nó mát này. Rồi đây nè, nãy giờ nó gần sôi rồi. Cái phát này là luộc được ngoài được khoảng 30 bao, hơn 30 bao, nhưng mà mình luộc có mười mấy bao này, luộc chắc lửa xong thôi. Cái xong này luộc crawfish là ngon lắm, mà thì bên trong nó có cái là đẹp, lúc mà chín rồi các mình kéo nó lên thôi, nó khỏe. Thế bây giờ bắt đầu mình cho vô từ từ, chứ mình không có cho vô một lúc đâu nha. Bây giờ bắt đầu mình cho apple, rồi giờ cho xịt cái này con mình cho vô sau. Khi nào mà nước nó sôi nhiều bắt đầu mình mới cho vào. Nó 4 lần rồi đó, để cái đó giờ win lần nữa là được rồi đó. Mà để bỏ đâu đó chừng 10-15 phút thôi, bỏ lâu quá nó chết đó. Đó, nãy giờ mình rửa 4-5 lần rồi đó mà nước nó mới được như vậy đó. Chúng tôi cái này mình phải rửa cho nó thịt sạch đó, thì mình luộc mình ăn nó mới ngon. Chứ mình rửa 1-2 lần, 2-3 lần đó, nó không ăn thua gì đâu. Mấy con này nãy giờ mình lựa mấy con chết ra cũng nhiều cũng rồi ra. Mấy con này nó sống dài lắm, mình để nó lặn nó sống dài lắm, nhưng mà các bạn mà ngâm nước đừng có ngâm đâu, mà ngâm 10-15 phút rồi lấy ra rồi quên cái cá thôi, chứ để nó lâu quá, để chừng 1-2 tiếng rồi nên để trong đó nó không có đủ oxygen, nó chết á. Bây giờ chắc mình quên thêm lần nữa chắc được rồi, 4-5 lần này. Các bạn nào mà đóng cái deck, đóng cái trên này, xài cái loại này, cái loại này giống như bằng nhựa là xài nó bền lắm. Đó. Ở dưới mình làm gỗ thôi, chứ hồi trước mình đồng làm cái deck cũ của mình đó. Xài cái dưới nó chưa hư mà trên này nó đã hư hết rồi. Đó. Loại này xài nó ngon lắm, nó hơi mắc tiền chút thôi, mình xài để xài nó bền lắm. Đây nè. Mình sơn gần xong hết rồi, chỉ còn cái cầu thang nữa là xong nữa rồi đó. chiều ra đây ngồi mát lắm, mình build cái deck này bên hông này nè, thành ra chưa build đằng sau nó nắng lắm. Đó. Ngồi vậy mà tháng này thì ngồi được, chứ qua tháng 7, tháng 8 nó nóng chịu không ngồi đâu. Mới tháng 4, tháng 5, tháng 6 này vòng đây mùa spring á nó mát này. Đó. Hồi trước mình trồng có cái cây cây bưởi ở dưới kia kìa, nó cũng mười mấy 20 năm rồi á, mà cách đây 3-4 năm gì nó bị cái bão nó nặng quá nó chết. Ngoài kia mình cũng trồng cây bưởi năm rồi á, ra cũng trồng cả 10 năm rồi nó cũng chết luôn, hai cây bưởi chết hết luôn. Thành ra giờ mình và cây đào thì nó này không chết.
crawfish vào. Đó, thấy nó giờ nó sôi rồi, giờ bắt đầu bỏ crawfish vào. Rồi bỏ đi. Sôi bắt đầu mình mới tắt rồi bắt đầu mình mới ngâm. Luộc cái này đừng có luộc cái để nó overcook, là nó ngon đâu, để nó vừa tới thì nó ngon, tại vì seafood mà overcook cái thịt nó khô dở lắm. À, bây giờ chắc luộc chắc là khoảng chừng mấy phút nữa là bắt đầu mình tắt cho nó ngấm vào bếp rồi bắt đầu mình mang ra ngoài này mình rinse ra này, đó mình bỏ trong cái thùng này mình ngâm nước ở ngoài đó, để về cái nước nó mới ngấm vào cái con crawfish được, nó mới ngon. Chứ mình để trên bếp mình cứ nấu hoài nó từ từ cái thịt nó khô lại, nó mình ngâm về khoảng cơ chừng 15-20 phút gì đó bắt đầu mình lấy ra mình ăn, mình lấy ra mình trộn cái này bơ đờ bắt đầu mình ăn đó. Mình để cái nước như vậy, nó làm cho cái phát nó nguội á, đó cái phát này, nước này phát nó nguội á, đó mình để vậy cái lâu mình stir nó lên, thấy nó vừa ăn chưa. Đây, có bắp rồi, khoai tây rồi, đủ thứ gia vị á. Luộc như vậy nó mới ngon này, chứ luộc không có cho gì vào nó không ngon đâu. Đầu bếp Sơn Nguyễn nè, giờ đang thử crawfish coi vừa chưa, nói vừa là lấy ra đó. Đó, chuyên gia crawfish đây nè, đó ăn thử coi nó ngon không. Đó, đây nè, giờ sắp giờ chuẩn bị mình lấy ra này, còn cái này là bơ đờ này, bắt đầu mình lấy ra, bắt đầu mình mới trộn bơ đờ vào, chứ mình không cho bơ đờ vào trước. Đó, đây nè. Đó, chắc bây giờ chắc vẫn được rồi, coi để coi đầu bếp coi ăn được chưa lấy ra thôi, chứ để nó overcook thì nó khô nó ngon, nó không ngon đâu. Đó. Được chưa, vừa chưa? No, ok. Thêm mấy phút nữa rồi, 5-7 phút gì, 10 phút gì đó. Bây giờ để coi chuyên gia luộc crawfish này cái ăn thử coi lần nữa coi được chưa. Đó. Nếu được thì mình lấy ra, bắt đầu mình bỏ đổ bơ đơ vào, mình trộn nó lên. Đó. Rồi sao rồi đầu bếp, được chưa? Ok, lấy ra hả? Ok. Này, bà hép cho lấy ra này. Giờ mình lấy ra. Ready. Lấy ra để bên hông này. Ready. Got it. Yeah. Này, đang hép bà. Đấy ra, kinh ra. Đó. Rồi. Tắt để. Rồi đổ nước đi ra. Đầu mình đổ vô này. Đó. Rồi. Đổ rồi bắt đầu mình trộn bơ được. Rồi để đó, bà chúc bà rinse cho. Rồi, ok, rồi, đổ bơ đờ vào rồi bắt đầu trộn. Để bơ đờ, cái bơ đờ này mình trộn với này cái bột crawfish, với này đường, với này mấy cái gia vị bơ garlic này nọ kia đó, đâu mình bỏ đổ vô bắt đầu mình trộn. Đừng có đổ chỗ, đổ chung quanh luôn. Đó. Ok, that's good. Ok, rồi, bỏ đại trong cái đó đi, chúc bà clean đó. Rồi đây nè, cầm đây nè, này trộn đây này, cho vào tay này, này cho vào tay rồi, đầu mình trộn nó lên, ồ nhìn ngon quá các bạn ơi,
này là thấy phải uống hết hết mấy chai rồi. Chứ anh này mà uống không uống, uống bia hay là không uống rượu, anh mà uống nước ngọt mà chừng đau bụng lắm. Đó, giờ là con của mình nó bắt đầu nó trộn lên đó. Trộn lên cho nó đều chứ chỗ có chỗ không nó không ngon đâu. Đây. Đây, mình chuẩn bị ăn đây các bạn ơi, mình ăn với này cái chấm là cái ranch này, mình uống bia Bud Light. Còn con mình nó uống không biết cái nước gì, nước chẳng biết nước gì nữa. Đây nè, mình ăn rồi bắt đầu mình coi NBA Final, không phải NBA Game 7 của thằng Denver Nuggets. Denver Nuggets với này thằng Minnesota. Thôi bây giờ mình ăn nha các bạn ơi, mời các bạn nha.